cứ lấy chai nước hấn về hướng đông bắc và xin cái tên. Nó rất là hữu hiệu, rồi đọc chú Đại Bi thì nó sẽ vượt qua được cái nạn này. Chợ Kim Biên, đúng rồi đó, bán quá chất với nó làm bia đó, bia chừng bia bán chừng 5.000 chai, uống vô ung thư hết trơn. Hoặc là lúc đó đàn ông Việt Nam chết 30%, nó cho chừng mấy thằng Trung Cộng bị vả đó qua lai giống chừng 5-10 năm thôi là quá trời đà. Rồi bắt đầu đi bầu cử lại là toàn là tàu không, rồi xong mất mất nước. Nhưng mà trên thượng đế không có để chuyện đó, cho nên thượng đế mới cho gần từ lúc 75 đi di cư vượt biên, HO nhất là vượt biên nha, thuyền nhân. Rồi sau này có du học sinh mà của con cháu cha đó, những lớp qua sao cũng là gọi là chim hiền luôn, thì cộng lại toàn thế giới theo việc đó khoảng tới 6 triệu người. Thì tại sao nước Việt lại được ưu ưu đãi như vậy, là 6 triệu người ra nước hải ngoại để ăn học, rồi có tiền có vốn. Đến khi mà đất nước mà thanh bình đó, là 6 triệu người đó sẽ về Việt Nam dùng cái vốn của mình, dùng cái sự học vấn của mình để mà xây dựng lại một một nước Việt cường thịnh. Đó là những đứa con gọi là bích ngọc của thượng đế đó, là ở hải ngoại. Chứ như Do Thái cũng vậy, hồi xưa nó cũng không có quốc gia, nhưng mà nhờ dân tộc của nó đi lưu vong khắp cả thế giới, đến lúc mà nó trở về đó thì hôm nay Do Thái đâu có ai dám đụng tới nó. Vô Kiệt chừng nào Đức Thầy xuất hiện vậy chú, trong nay âm chú khi nào mấy đại ca đó kéo tay với thượng đế mà kéo không lại đó, cộng đồng mới đầu hàng. Thượng đế ơi, con đầu hàng, con chịu thua đó. Thì lúc đó Đức Thầy sẽ xuất hiện, còn mấy ổng mà cứ nghĩ là mưu mô tính toán á thì Đức Thầy đâu xuất hiện được. Xuất hiện bị bắt làm sao, hồi xưa bị mất tích tới giờ 8 mấy năm rồi, chú cũng đâu có về được. Chú ơi, theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, Phan Trọng hỏi, nhưng theo đạo Thiên Tâm con có lỗi không? Đạo Thiên Tâm là cái gốc, Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài hay là đạo Tứ Ân gì đó, cả đạo Công giáo luôn, Hồi giáo. Nhưng mà sau này á cứ vẫn phát dịch, cứ vẫn tu tập theo Cao Đài, nhưng mà xin cái tên để mà có cái gốc, đâu có phạm gì đâu. Có nghĩa là mình có cái tên thôi mà, chứ còn cái tự đốt đuốc mà đi thì tất cả những cái đạo nó cũng giống như một cái công thức, cũng giống như một cái nhà hàng người trong đó có nhiều cái món ăn vậy đó. Thì đạo Thiên Tâm là chính của sau này Phật Di Lặc, còn tất cả những người nào đạo Hòa Hảo hay đạo này đạo nọ cũng vẫn theo được, đâu có sao. Mà muốn hỏi gặp Đức Thầy tại cái đạo này là Đức Thầy dạy cho chúng mà ở trên cha mẹ nữa, cho nên có cái bài Cơ Bản Hởm Thiên Tâm Nhân Nhất Tịnh Nam Mô á, cái bài kỳ rồi đó, bài kỳ rồi chú đọc hồi bữa hổm á. Thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước nè, mới phân rành lúc được lúc thua nè, chừng nào thằng ngốc làm vua đó, bài đó đó. Rồi tới cái câu Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô, còn đâu chủ thuyết tam vô, ba thu nói tiếp sóng to bủa tràng. Thì cái bài thơ là tuần rồi clip kỳ rồi chú có đọc á, thì Thiên Tâm Nhân tức là đạo Thiên Tâm, thì bài thơ này là của các chư vị viết nữa. Tất cả những cái gì mà trên mạng mà không có bổ ích cho cái tinh thần và cho cái đạo đức á,
mà để người ta chạy theo vật chất hay là chạy theo sự náo nhiệt á, đều sẽ từ từ bị gọi là giống như bị lật ra hết, lật mặt nạ ra hết, nghĩa là không có giả nữa, mà giờ chỉ có thiền tu buông bỏ, rồi đọc kinh niệm Phật, rồi chờ qua Covid, rồi chờ kiếm hai viên thuốc, rồi chờ qua chiến tranh tài chánh sắp bị khủng hoảng nữa, tiền có thể thành giấy bển nữa không lo. Mà bữa hôm chú nói lũ lụt, bây giờ đang lũ lụt quá trời, thấy không? Covid rồi tới lũ lụt rồi, sẽ có chiến tranh nữa. Ở Sài Gòn bây giờ là thấy hoang vắng, còn rất là lâu lâu, không biết bao lâu nha, 2 năm 3 năm không chừng, không có còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Cho nên người Sài Gòn bây giờ phải học cách sống làm sao mà làm việc ở trong nhà bằng máy vi tính đó. Chứ không có hồi xưa đó, chạy đùng 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 ra ngoài đường không à. Có ai em coi lại cái clip hồi xưa á, cái clip này anh Lân anh phỏng vấn rồi 2 3 năm về trước á, những như lời chuyện nói của cái clip này nè, của phố Ô Sa đó, coi lại trong đó có một số dữ kiện nó không có giống như chuyện nói, là từ lúc được nói sai về Covid của Mỹ, nhưng mà lác đác của mấy vị là Cali, chứ còn ngoài ra tất cả Trung Quốc chia 5 6 7, chiến tranh Đài Loan tuyên bố độc lập gì gì đó, là cái clip này là bằng chứng. Tới ngày hôm nay kiện nói là trúng trúng 95% luôn, thì hôm nay kiện nói là sẽ có chiến tranh, mà không phải chiến tranh chỉ riêng nước Tàu với Đài Loan nha quý vị, nó sẽ là toàn cầu. Khi toàn cầu chiến tranh á, thì giống như chiếc tài tennis nãy vậy, đi xuống. Khi đi xuống á, ở nước Việt Nam sẽ có một cái thay đổi cực kỳ lớn, thì những người nào hiểu về đó, hiểu ý chuyện nói là chuyện nói cái gì, còn những người bình dân chỉ biết là có sự thay đổi lớn, là từ quá khổ thể sẽ thành quá sướng, nhưng mà từ đây cho tới lúc mình sướng á, thì mình có còn cái mạng hay không á, thì gán tu đi tay nó gán đọc chú Đại Bi cho nhiều vô, để cho người nó có cái hào quang đó, để mà nó chống lại con Covid. Tại vì con Covid đó, nó có nhất là con gì vậy? Micron gì, con loại Covid mới nó có con mắt, người nào có hào quang sáng đó, nó sẽ né, nó không có dám bu vô, hoặc nó bu vô giống như con siêu thân vậy, bu đâm vô là bị cháy chết liền. Còn người nào mà hào quang ăn chơi nhiều quá đó, là nó đen thui à, nó nhào vô tấn công là dính. Con người của mình á, những người xấu sẽ có hào quang màu đen nghe quý vị, con người mình có đó, mà chẳng qua quý vị không có nhìn thấy thôi. Cũng giống như việc đi chùa đó, việc nhìn thấy cả 700 800 ông thầy, nhưng mà việc không có tính theo cái áo màu vàng nha, việc tính theo ông là hào quang sáng thôi. Có những cái ông mà mặc áo nâu thị giả đó, mà ổng là hào quang sáng, ổng là Bồ Tát. Còn những ông mà hòa thượng mà mặc áo lỗ 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 mà tu cả đời á, mà vẫn đen thui, thì có cái đó nữa. Cho nên thì không có tính mấy vị thầy bằng cái áo, mà thì tính mỗi vị thầy bằng cái đức độ nó sanh ra hào quang của những vị đó, thì việc biết là vậy. Còn nói về trượt cả cái trái đất này nè, nó đen thui à, kiệt nó đen, mà đen mà đen kịt luôn, giống như màn đêm đêm 30 vậy đó. Thì kiệt là một cái đuốc, những cái người bây giờ theo đạo Thiên Tâm á, là cầm thêm một cái đuốc nữa. Mà nếu mà những người nào mà hiểu việc á, thì nhiều cái đuốc nữa, thì từ từ đó cái ánh sáng nó sẽ lan rộng ra, nó cũng giống như nó đốt cháy nhiều nơi thì nó sẽ lên màu sáng. Thì mấy vị nói vậy thì cái trượt á, nó sẽ tan đi, thì lúc đó tất cả bệnh tật nghèo khổ chiến tranh hay là thiên tai động đất rồi đó sẽ hết, thì là do tự mỗi cá nhân của mình. Bây giờ mà Phật có hạ phàm, Phật chỉ cách mình đi thôi, chứ Phật cũng đâu có tu giùm mình được. Phật đâu có tự nhiên biến cái trái đất từ trượt thành thanh được,
mình phải tự mình làm. Thì kiện hôm nay kiện mang xác phàm xuống đây, kiện tái sanh xuống để mà chỉ hướng quý vị, nhưng mỗi vị cũng phải tự cầm cái đuốc để mà đi. Còn lâu nay quý vị không có chịu cầm đuốc mà cứ nhắm mắt chạy theo cái áo vàng không à, thì từ đó đó mình mới đi sai ở trên nói vậy. Cho nên 700 năm nay tất cả những người tu theo kiểu thần tú á, tức là chùa lớn tượng to đó, sẽ không có ai mà gọi là giảng sanh hết. Phật A Di Đà là có thật, có cõi tịnh độ là có thật, nhưng mà mình có được về đó hay không á là những hòa thượng lớn ngày hôm nay chưa chắc được, huống chi là Phật tử mà được giảng sanh rất là khó. Mà giàu cho có giảng sanh về trển hạ phẩm hạ sanh á, là cũng nằm trong cái bông sen hàng tỷ năm. Sao trong lúc mình mang xác phàm, mình gán chịu khổ một đời người 100 năm ở bển là giống như một phút à, phút trên trời à, xẹt ra xẹt vô một cái thì mình đã được giảng sanh rồi. Mình đâu có cần phải mà mong cầu đâu, mà mình tu mà mình mong cầu giảng sanh như mà mấy thầy dụ dụ mình á thì là càng không được luôn. Đó là lời thật của Việt nói đó, nghiên cứu đi. Có người nói đạo Chúa bây giờ theo đạo Phật đọc kinh gì? Đọc kinh Lăng Nghiêm Thập Bát Chúa Đại Bi. Tại Lăng Nghiêm á, thời nay mình đọc á là nó tẩy đi những cái trược, tẩy đi những cái gọi là ô uế của bùa ngải thời nay á, là đa số mấy thầy là cũng có xài bùa để mà chiêu dụ Phật tử nữa đó. Thì mình đọc kinh Lăng Nghiêm thuộc lòng thì tốt, không thuộc á thì cầm cuốn sách thì đọc, ở trên không có chấp cái chữ thuộc hay không thuộc, miễn chịu đọc là được rồi. Thì trái đất nó đen thui, nó trượt. Con người của mình á, mỗi người á mà cầm cái đuốc đi thì từ đó nó mới sáng được. Còn chứ bây giờ á, bên công giáo cũng không có tin là có nhân quả, cũng chạy theo mấy ông cha, chạy theo bên bên Ý là tòa thánh Vatican, rồi bên Hồi giáo cũng chạy theo mấy ông tù trưởng, nghĩa là mấy ông giáo chủ, thì cứ đi theo không. Còn khi thiên tâm ra đời là tự mỗi mình, mỗi cá nhân của mình bi chí dũng tự đốt đuốc mà đi. Thì đạo thiên tâm á, ở trên nói là có 12 giới luật, chỉ cần giữ đúng 12 giới luật thì được về trời giảng sanh. Không có như là phải mặc áo vàng cạo tóc rồi phải hình thức khúm núm này nọ, không có. Cứ bình thường như người đời đi xông vào giữa giữa đời giữa trận tuyến mà mình không có bị phóng túng, và mình cũng không có chấp, nhất là mình không có chấp, tức là mình phải tôn trọng tất cả các đạo khác, và đồng thời mình phải học hỏi để mình hiểu.